Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người dân miền Bắc lại được chào đón ngày mới với tiết trời khô ráo, nắng vàng trải dài khắp nơi và nền nhiệt ở mức vừa phải, rất dễ chịu. Có thể nói đây là thời điểm Bắc Bộ có thời tiết đẹp nhất trong năm. Và lúc này thì một vài nơi vẫn còn được bao phủ bởi một màn sương mù nhẹ và do đó cảm giác hơi se lạnh khi nền nhiệt độ dao động ở mức từ 21 cho tới 24 độ ở khu vực đồng bằng Trung Du và ở vùng núi cao thì có cảm giác rét nhẹ khi nhiệt độ chỉ từ 17 đến khoảng 20 độ. Tuy nhiên chỉ một lát nữa thôi khi nắng lên thì sương sẽ tan nhanh và đến khoảng trưa chiều nhiệt độ sẽ tăng lên với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ cho toàn vùng. Tuy nhiên có một điều quý vị cần hết sức lưu ý là trong những ngày này biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lại chênh nhệch nhau khá lớn, lên tới hơn 10 độ. Vào sáng sớm thì lạnh, trưa chiều thì lại khô nóng nên cơ thể rất khó thích ứng. Vì vậy dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp, do đó quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng, tránh đổ bệnh do thời tiết. Đến với khu vực miền Trung, cùng chung xu thế thời tiết như các tỉnh miền Bắc nên ngày hôm nay nắng cũng sẽ xuất hiện từ sớm. Càng về trưa cường độ nắng càng mạnh hơn, tuy vậy nhiệt độ sẽ không tăng quá cao, phổ biến từ 30 cho tới khoảng 33 độ từ khu vực Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế và 31 đến 34 độ tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Tuy nhiên đến thời điểm chiều tối, một số nơi thuộc khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác nhưng với lượng ít và kết thúc nhanh nên không gây ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh mà trái lại, góp phần mang đến bầu không khí mát mẻ dễ chịu hơn. Trong những ngày cuối tuần vừa qua do gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại khá mạnh nên mưa dông xuất hiện tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Mưa dông mạnh đã gây ra tố lốc và gió giật mạnh, thậm chí có nơi còn xảy ra ngập úng cục bộ và ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân. Trong chiều tối nay, những cơn mưa dông vẫn có khả năng lặp lại. Tuy không phải là mưa lớn trên diện rộng nhưng bà con cũng cần cảnh giác với hiện tượng dông sét cũng như là gió giật trong cơn dông gây nguy hiểm, đặc biệt là khi đang lưu thông trên đường. Ban ngày thì vẫn có nắng nên nhiệt độ ít biến đổi ở mức từ 28 cho tới 31 độ ở Tây Nguyên, khoảng 30 đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, đêm qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Kopu nên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông còn có mưa bão, gió mạnh và sóng cao gây biển động. Sang ngày hôm nay cùng với sự di chuyển dần về phía bắc của cơn bão này nên thời tiết khu vực bớt xấu dần nhưng vẫn không an toàn trong hoạt động lưu thông trên biển. Các nơi khác, trong đó có quần đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt. Riêng vùng biển phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió vẫn thịnh hành theo hướng Tây với cường độ khá yếu khoảng cấp 3, có lúc cấp 4, nên sóng biển chỉ cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Tuy nhiên nơi đây vẫn có thể xuất hiện những đám mây dông gây ra tình trạng mưa rào rải rác nên tàu thuyền cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.